Đừng nhìn chiếc muỗng này, nó bình thường và hơi xanh. Nó có thể biến trí tưởng tượng của bạn thành hiện thực. Nobita không chỉ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống nhờ bị cắm sừng, anh ta cũng mạnh mẽ phủ nhận sự hiện diện của mình trước mặt cô gái. Điều quan trọng nhất là chỗ dựa này là kẻ thù của F.A.T. Tiger, một cốt truyện đầy năng lượng, trong đó nhân vật nam chính vô dụng phản công thành Long Ngạo Thiên. Nobita nổi tiếng là nghèo, nhưng tôi lại yêu thích món đồ chơi máy bay mới. Anh ấy không đủ khả năng chi trả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biểu diễn một màn biểu diễn phi vật chất trong phòng. Tôi có thể thấy đầu của bé Dora ngày càng to ra. Chứng kiến Nobita thiểu năng trí tuệ thể hiện khả năng diễn xuất, cô bé Dora dù có ngốc đến đâu cũng vẫn biết trong lời nói của anh chàng này có ẩn ý gì đó. Thế là anh ta lấy ra một cái cắm sừng, và nó có thể biến những điều bạn nghĩ đến thành hiện thực. Nhược điểm là chỉ có bạn mới có thể nhìn thấy nó. Có thể coi đây là phần thưởng an ủi dành cho Nobita. Cô bé Dora đặt Nobita vào tâm trí mình, mơ thấy mô hình máy bay bạn muốn. Thật đáng tiếc vì trí tưởng tượng kém cỏi của Nobita. Những thứ trong trí tưởng tượng của tôi giống như hàng hóa trên đường phố có giá 9 nhân dân tệ chính miễn phí vận chuyển. Cô bé Dora không còn cách nào khác đành lấy ra một cuốn album ảnh. Hãy cùng Nobita thử sức bắt chước mô hình máy bay đắt tiền nhé. Đề thi đóng sách được đổi thành đề thi mở sách. Hãy để Nobita trực tiếp nhắc đến chiếc Ferrari trong số các mẫu máy bay. Ngay cả sơn cũng có mùi thơm. Để cảm ơn chú mèo này còn hào phóng hơn cả mẹ của mình, Nobita vẫy tay. Tôi phải dùng Doreiki tưởng tượng để mượn hoa và dâng lên Đức Phật. Cô bé Dora sốc đến mức không nói được nữa. Tôi nóng lòng muốn gọi ngay. Xin chào, bệnh viện tâm thần. Hãy sắp xếp ngay một chiếc giường nhé Smeta. Dù tác dụng của chiếc mũ chỉ có thể thỏa mãn chính nó, nhưng chẳng phải niềm vui lớn nhất trong cuộc đời chỉ là được tự cung tự cấp sao? Vì thế Nobita đã ra ngoài không gian và lấy một chiếc máy bay mô hình đi dạo. Miễn là trí tưởng tượng của bạn đủ tốt, bạn muốn bao nhiêu máy bay? Thậm chí đủ để mua một căn hộ ở Bắc Kinh. Bạn cũng có thể trở thành đồng đội của chính mình. Miễn là bạn vung tay đủ nhanh, chỉ một cú đấm, nó có thể thổi bay hạm đội người ngoài hành tinh thành món gà rán bít tết. Suy cho cùng, ai mà không mong muốn hòa bình thế giới? Thật trùng hợp, hổ và chồng đi ngang qua khoảng trống, tình cờ thấy Nobita chơi disco trên ống xi măng. Tôi chợt cười lớn, Nobita lần này không muốn chịu thua kém mà chọn cách mạnh mẽ và tích cực. Vâng, lực lượng tích cực trong thế giới giả tưởng, anh tưởng tượng con hổ và người chồng, sau đó sử dụng sức mạnh chân mang màu sắc chúa tể của GTA. Anh ta giẫm hai người họ thành bánh bao thịt, nhìn Nobita cao cao đến mức trông như kẻ ngốc. Cả chồng và hổ đều cho rằng anh uống quá nhiều sữa hết hạn sử dụng. Vấn đề về thần kinh, Nobita không quan tâm người dân nói gì, anh ấy chỉ chia sẻ bí mật của mình với Shizuka. Chứng kiến Shizuka bị Nobita chiếm hữu trong giây lát, con hổ và người chồng sốc đến mức không thể nói chuyện với nhau. Chắc chắn Nobita có vấn đề về tâm thần, sẽ rất đáng nghi nếu Shizuka làm theo. Thế là hai người họ nghĩ ra chuyện cắm sừng này. Thấy hổ béo vung nắm đấm sắt, chuẩn bị đánh 80 đòn, Nobita ngay lập tức bắt đầu nghĩ về các loại quái thú. Tiếc rằng đây chỉ là những con hổ giấy, và người chồng đã bay lên chặn phát súng, đã thành công lấy đi chiếc sừng của Nobita. Sau đó tôi nóng lòng muốn đến công viên và bắt đầu tưởng tượng truyện tranh mới nhất, món tráng miệng cao cấp và quần áo thời trang. Đây là thói quen hàng ngày của tôi. Người giàu thực sự không biết họ có thể làm gì khác nếu thiếu. Thế là anh ta tưởng tượng ra một con chó lớn, nó thỏa mãn tình yêu chó mà tôi, một nô lệ mèo, không có. Tiếc chồng chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Anh ta không hề chú ý đến con hổ béo đang lặng lẽ đến gần. Chiếc mũ đã bị lấy đi như thế đó. Con hổ béo đội mũ dường như có một cuốn sách bí mật cổ xưa, xắn tay áo và bắt đầu chế độ mại dâm trên đường phố. Ngôi nhà tráng miệng cổ tích nào? Bơi không giới hạn trong bánh là gì? Thấy Nobita gọi anh chàng này hơi biến thái, nhưng Xiao Dora cho biết đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần F.A.T. Tiger đắm chìm trong tưởng tượng của riêng mình, tôi không có thời gian để bắt nạt Nobita nữa. Đáng tiếc cho dù hổ béo có tự chủ được, vẫn không thoát khỏi số phận bị ép đi giao hàng. Tôi bị mẹ kéo về nhà và trở thành người lao động, cho đến tận đêm khuya. Bấy giờ hổ béo mới có thời gian để bắt đầu mộng tưởng trở lại. Và để không lãng phí chiếc mũ nào, hổ béo thậm chí còn đeo nó khi ngủ. Đáng tiếc hôm nay hổ béo gặp ác mộng. Tôi thấy anh ấy thức dậy vào thời cổ đại. Thật trùng hợp khi có một con Tyrannosaurus Rex đi dạo trước bữa ăn. Và hậu quả của cơn ác mộng này, cho đến khi đến trường vào ngày hôm sau, vẫn bền bỉ và mạnh mẽ.